Tại buổi giới thiệu về cuốn sách Nguyễn Công Tạn, những ký ức và kỷ niệm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức, ban tổ chức cho biết, cố Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn là một trong những người đã tạo ra nền móng cho ngành nông nghiệp phát triển sau đổi mới, để về sau cứ từ nền móng đó mà phát triển. Tại buổi giới thiệu, thế hệ các lãnh đạo, cán bộ ngành nông nghiệp cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, những đóng góp to lớn nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của cố Phó Thủ tướng. Ông là một chính sách đầy trách nhiệm, một tư lệnh ngành có tầm nhìn chiến lược, một nhà khoa học gắn liền với thực tế và một người bạn gần gũi thân thương của nhà nông. Nhờ ba giải pháp kết hợp phát triển đồng bộ gồm thủy lợi, giống, khuyến nông mà ngành nông nghiệp Việt Nam sau đổi mới đã có sự đột phá. Từ một nước phải nhập khẩu 2 triệu tấn lương thực một năm trong thời kỳ bao cấp thì đến nay đã là một trong những quốc gia xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới. Cuốn sách không chỉ ghi lại những ký ức, kỷ niệm mà còn là tư liệu chia sẻ những bài học quý báu trong việc tận dụng yếu tố thời đại kết hợp với truyền thống dựa trên nền tảng tài nguyên để tạo sức mạnh cho ngành nông, lâm, thủy sản của Việt Nam.